chào mừng tất cả mọi người đã trở lại kênh hoàng dũng 091 thì trong tất cả mọi người chúng ta nếu ai yêu âm nhạc và thích ca hát thích tách lời bài hát ra để mình làm nhạc bếp thì cũng đừng bỏ qua cái app này nha mọi người à, cái app có tên là audio lab nha mọi người Đó, ta tích vào app sau khi tích vào app xong mọi người thấy không cái app này nó rất nhiều tính năng nha mọi người cắt âm thanh này trộn âm thanh này nói chung nguyên về âm thanh là nó đầy đủ hết chuyển đổi âm thanh này ghi âm này đó. ngược âm thanh gì nói chung là nó có hết nha mọi người à, app này là tính năng nó rất nhiều à, thì bây giờ mình đó mọi mình, mình, mình kéo lên cho mọi người xem app thử nha đó. đó. rất nhiều tính năng nha mọi người đó app này có thể là chuyển từ chuyển video à, sang ảnh GIF nữa nha mọi người đó nó có đầy đủ luôn nha mọi người thì bây giờ công bây giờ ví dụ như mình làm để cho mình làm cho một cái mình lấy một tính năng cho mọi người xem nha thì uh, bây giờ ở đây đây để ta chuyển đổi âm thanh nữa nha mọi người đó, cái này nè mọi người thấy không đây nè loại bỏ tiếng ồn có nè hiệu ứng âm thanh có nè đó, nói chung âm thanh có hết âm thanh gì nè nói chung là những cái tính năng đó là đều đầy đủ hết nha mọi người đó, thì bây giờ ví dụ như ở đây là loại bỏ tiếng ồn nè hiệu ứng karaoke nè gì ở đây tách âm rồi có hết nè, tách âm thanh có hết chuyển đổi âm thanh cũng có hết à, chuyển đổi âm thanh là nếu mà ta tích vào đây là ta chỉ lấy cái đuôi lấy cái đuôi từ MP3 chuyển sang những cái đuôi khác là lấy cái đuôi nhạc thôi nha mọi người còn ví dụ nếu mà ta đây ví dụ ở đây ta có một cái cái video đi Đã, thì ta chuyển đổi từ MP4 sang thì ta tích vào đây video với âm thanh nè thì ở đây nè, mình có cái bản cái bản nhạc là đò sang ngang đò sang ngang MP4 này nha mọi người ta tích vào rồi bây giờ mọi người nghe thử nè Okay. thì bây giờ nếu mà ta muốn chuyển đổi sang định dạng nào à, ở đây à, ở đây nó có định dạng nè đầu ra nè à, định dạng đầu ra nè lại M3 ta chuyển đổi sang M3 ta tích vào M3 ta muốn vay thì ta sang vay à. ta muốn OGG gì có hết à. lát được được có luôn à. thì thì bây giờ ta chuyển sang M3 à. thì ta tích vào đây Rồi bây giờ mọi người nghe thử nha Đó, cái bài đỏ sang ngang đây nha mọi người Bài đỏ sang ngang mình mới đổi sang đây Rồi, tiếp đến bây giờ Ta muốn chuyển đổi Ô xin lỗi, ta muốn lấy cái tách âm thanh Ta lấy cái lời nhạc hoặc ta lấy âm thanh gì đó Thì ta vào đây Vào cái tính năng này đây giọng hát và giai điệu thì ta tách lời bài hát ra là ta đây qua đầu nhau người ta tích vào ok thì cái bài hồi nãy là mình mới vừa chuyển đổi sang mp3 là đòi sang ngang đúng không mọi người đó ta tích vào rồi ở đây đang còn vượt lên nè nha mọi người đó còn vượt xem b 3 nè đó rồi bây giờ bắt đầu bạn có thể tải âm thanh lên bây giờ bắt đầu ta tải âm thanh lên nè trong quá trình tải nhạc lên thì mọi người cố gắng chờ một tí xíu nha Rồi và sau khi đưa nhạc ra lên xong thì bây giờ mọi người thấy nè áp nó, nó đã tắt nha mọi người Nào, Tải xuống giọng hát là đây nha Tải xuống giọng hát là đây chứ. xin lỗi Tải xuống giọng hát là đây rồi tải xuống nhạc là đây Bây giờ ta tải xuống nhạc trước nè mọi người Nào, Tải xuống âm thanh Xong Nào. Rồi bây giờ là Ta tải xuống giọng hát luôn nè nha À, ta vào dòng hát ta tải xuống luôn nè Rồi ở đây Mọi người thấy phát giọng hát nè à, Phát dòng hát nè Ta phát thử nha mọi người đã ta phát dòng hát nè à, phát dòng hát nha Sông buồn màu tím qua lông bên Màu hoa tê ta À, rồi bây giờ chơi nhạc cụ nè, à, nghe là cái, cái, cái nhạc mình tách ra đó. Ok chưa mọi người, đó giờ là ta tách hai cái ra là, mà cái cái app này đã tách ra nhạc rất trong nha mọi người. Nói chung là cái app này là, là mình sử dụng là rất ok, tách ra là nhạc rất trong. Không? thì bây giờ ở đây mình nói thêm là ví dụ như là đây ta thoát ra sau khi ta tải hai cái bản nhạc hồi nãy về xong bây giờ ta thoát ra nè ta tải xong ta phát lại nghe rồi đó giờ ta thoát ra đó bây giờ mình mở uh, cho mọi người xem nè đó máy tạo tiếng ồn nói chung là cái app này nghiêng về âm thanh là nó đầy đủ nha mọi người mình đây đã làm video luôn nha mọi người đó cắt ghép video cũng có luôn nha mọi người rất ok với cái app này nha mọi người đó, thì cái app này mình uh, tải mà từ cửa hàng xét like về thì khi mọi người sử dụng nó thì nó bị cái quảng cáo nghe mọi người Đó, nó bị quảng cáo mà khi làm video nó cũng bị logo và quảng cáo thì nếu ai thích sử dụng app này thì vào Zalo rồi mình hỗ trợ cho nha rồi ok bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người rồi bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nha ok